nhiều người là nói là có bớt em chị không khỏi, nó ăn trong da trong thịt trong máu đi ra, chứ là thường là không có chị hết. Lúc đó em tội lắm, em không có dám đi ra ngoài đường. Mỗi lần em ra đường á là em phải cần tới khẩu trang. Em nghĩ là nếu mà ông không gặp chị á là em sẽ lan hết luôn, lan hết cái mặt luôn. Tại vì đợt rồi em chưa trị á là nó đã qua bên đây rồi, nó lan qua đây luôn, lan qua cánh mặt bên mắt bên đây luôn. Ngày hôm nay mình gặp nhau là chị thấy chị rất là vui. Thì hôm nay là gặp em và đại diện cho một số các em, và chị cũng được phản hồi là các bạn khác cũng có cái kết quả rất là tốt nữa.